mẹ mày chiến không ra lái ra thế nào rồi được đấy được chứ sao được tôi như vậy được chứ cửa ống cửa nào luôn cái tụi biết rồi chân là rác bây giờ em gặp là đũa được 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 được, được, được. Nói nhưng mà địch mạng này nó nếu hợp lý luôn giờ mình hướng dẫn anh cách đi kèo với lên bường nó thích chiến rồi mình chiến với mẹ nó luôn thì mẹ mình chiến không nó đứng lại nó đánh thì mình sẽ mạnh hơn nhưng mà nó bỏ chạy thì mình sẽ kèo con mình là đam DPS mà luôn đó là đam sóc á mình cắm mắt thôi đừng có đánh hú rồi là lộ cho mình lộ mất tiêu rồi. Oh shit. Thật ra Khoa thấy không cần con Gragas ra có khi mình lại giết được con Liquid. Tại mình còn lá trắng rồi nè. Qua này mình lại vào trong Liquid mất lính. Nó quýnh cái đất là nó cút. Và đại lính như này lính mà vào được chủ người ta mình về mình mới lời lính được lâu nay ăn được hai cua luôn kìa lâu nay đa áp cà ui trời ủa lộn vòng đường nào mà nó vòng ra luôn gơ gắt nếu thấy nó hai giải tá ở vòng đường nào ra mà luôn gơ gắt không thấy đường nó luôn kia đủ mắt luôn nó cướp rừng mình và cắt luôn áp cà đó ngồi đọc của mình của anh em nên chết anh em 10 lần đọc của mình của anh em thì chết con mẹ hết 9 lần thế mà anh em đéo thương anh em còn bảo là điệt mẹ này thì áp cà này đã nó bị luôn mình nói mà điệt mẹ làm gì có tình nghĩa gì đó anh em mỗi lần kiểu bác về như thế là quay qua ngồi đọc của mình em á cái qua đọc của mình em cái chết cái là anh em là chưa nè vừa lòng lắm ui mình đéo hiểu được gì luôn ủa nani gì vậy mọi người mà ông biết tôi mạng đúng không đi ta không muốn đòi lại mạng không à tôi đòi lại mạng không chứ ông chạy ra đây đi bạ luôn thấy mọi người tôi đỏ ông mình mọi người tôi đỏ 300 tiền kìa ủa sao tự nhiên để nó giết vậy ghê mẹ mày luôn giỡn ra đây luôn luôn đi đâu rồi ra đây ui chọn ủa sao được mẹ bảo đi đa ra mà luôn rồi vết lại ra vậy bắn mẹ đó thật ra thì ví dụ như mình đánh hay quá mình không chết thì cũng chẳng có chuyện gì để nói cả thế là đôi lúc mình cố tình mình chết vài mạng cho anh em vui nhà vui cửa em hiểu không chứ đánh hay như mình thì làm sao mà chết được à nghĩ gì nên mẹ đánh quýt pro nó một này chết luôn rồi mình chết ủa sao đánh vô này đại danh top luôn ấy nhỉ hai luôn nó đi hai top à người này đang khóc nè người này khóc bảo là địch mẹ sao rồi FPU không chịu di chuyển lên top cover nó thế nhưng mà đó là vấn đề của Uber đâu phải vấn đề của tôi đâu Uber bị điên không đánh nhau nếu cần biết là mất lính hay lời lính hắn vẫn cứ chạy lên top đủ quá sao so sánh tôi với thằng điên mới được tôi đố đô lao chúng tôi một cái luôn người ta tôi đố đô lao chúng tôi một cái luôn á thịt mẹ mày thịt mẹ mày đéo chết ta à đổi người à đủ mẹ đừng chơi như thế mà đừng cái điện mẹ chúng nó chơi game gì kỳ cục mà cơ luôn không có rừng làm đẹp của mẹ luôn không mình nghĩ là một rừng nó để tóm đạn xuống này. Lâu nay là gọi là tuổi lùn. Tuổi lùn. Tuổi con ngang con. Hôm nay mà gọi là tuổi con ngang con anh em.
ghê quá vậy, ghê đó, phải ghê đó. Má tôi vẫn ghê như ngày, như ngày. Có đủ má không? Con đang con vậy, muốn chiến không? Muốn chiến không? Ui. Có đủ má mấy ông hai phiên nhau đánh nhau à? Ghê, dạy là ghê á. Dạy là ghê á. Dạy là ghê á. Ghê nhờ. Đi mẹ ra hết đái. Hả, ra hết đái. Ui, xin lỗi, xin lỗi. Bọn điện mạnh thành con găng nhẹ rồi đánh không ạ? Mẹ mày, chiến không? Ra đó. Ra đó mà. Rồi rồi, được đấy. Được chứ sao được, tu như vậy được chứ. Cửa ông, cửa nào? Luôn cái tụi biết rồi. Nhưng mà rồi nó chơi mình sao ta? Thì mình bỏ chạy rồi đúng không? Mình chạy không được thì mình biết rồi mà, được cái tụi biết nè. Ai anh, em tới đây, em tới đây anh yêu ơi. Né các thứ. Ủa, cái đó là cái gì còn giả đó à? Đồ này tôi cứ tưởng nuôi giếng thiệt chứ. Nó đứng là đại nhờ. Nếu mà nhớ không nhầm thấy đứng là đại. Ờ đủ máy chạy về tới đây rồi kìa. Lỗ mì lát à. Mì lát mẹ ơi. Trời ơi, một mạng cút mẹ một mạng rồi. Mà tôi thấy ngồi sang cái gì cũng lùn vậy ta. Vì thế thì được rồi. Được kinh phong. Biết phải không? Sợ lâu tôi đứng đây mà không sợ nó. Đéo hợp lý tí nào ấy mọi người, sao đéo hợp lý tí nào ấy, sao mình chết mẹ nó hai mạng rồi nhờ. Đủ nó nghiêm túc nha. Không, không chọc này nhá, không chơi đùa này nhá. Ôi rồi đủ mẹ cái luôn rồi. Nó bắn mình đâu, mình giữ dần nè. Đã có tiên băng rồi đó, vừa đại mà không có tiên băng thì có một hai cái là cút luôn. Ăn đi, ăn đi. Rồi đánh, đánh lại, đánh lại. Đánh con này nè. Đồn cực vậy ta. Đau quá. Ăn nốt gầm nè. Đục, bắn không có luôn đúng không? Đúng rồi. Tiếp. Sao mày luôn?
Ok. À, trời ơi, cố tình thiết máy bạn lại tưởng nó có thể win được quả game mình thật.